Trên thế giới, Mỹ, nữ cảnh sát bắn chết thanh niên da màu từ chức. Argentina biểu tình kêu gọi IMF đàm phán lại các khoản nợ. Núi lửa tiếp tục phun trào đảo San Vicente kêu gọi cứu trợ. Tàu hàng Israel bị tấn công ở ngoài khơi vùng biển UAE. Tại Việt Nam, nhiều bị cáo trong vụ ethanol Phú Thọ nộp đơn kháng cáo. Phú Yên xử lý công ty khai thác cát trái phép. Khởi tố đối tượng đưa 9 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Hòa Bình cảnh báo việc giáo viên đi buôn lan đột biến. Báo động tình trạng gia tăng trẻ bị tay chân miệng. Vì sao quảng cáo lô đề tràn lan trên Facebook? Phương Thủy xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, mới đây các cơn dông kèm mưa lớn đã diễn ra trên khắp khu vực của miền Nam bang Louisiana, Mỹ. Gió giật mạnh lên tới 70 dặm một giờ và mưa đá dồn dập trở thành mối đe dọa cho những cư dân sinh sống trong khu vực. Hiện đã ghi nhận nhiều thiệt hại về tài sản do cơn bão gây ra. Các cư dân cho biết nhiều cây cối trong khu vực bị gãy, đổ và các ngôi nhà bị mất điện. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo lượng mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, có khả năng gây ra lũ lụt tại khu vực này. Thưa quý vị, theo phát biểu của thị trưởng thành phố Brooklyn, bang Minnesota, Mỹ, trong một cuộc họp báo, bà Kim Potter, nữ sĩ quan bắn chết Doughty Cry, một thanh niên da màu 20 tuổi đã từ chức. Động thái này được xem là hành động trấn an người dân trong bối cảnh các cuộc biểu tình đòi công lý cho Doughty Cry vẫn tiếp diễn tại thành phố. Ông Elliot còn cho biết cảnh sát trưởng thành phố Tim Gannon cũng đã cùng từ chức. Trước đó, sau khi xem đoạn video trích xuất từ camera gắn trên người sĩ quan cảnh sát Potter, ông Gannon nghĩ rằng nhân viên của mình định dùng súng bắn điện, nhưng lại rút nhầm khẩu súng lục, khiến anh Wright thiệt mạng. Vụ việc cảnh sát bắn chết thanh niên da màu mới nhất này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình tại bang Minnesota. Trong 3 ngày liên tiếp gần đây, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và tràn ra các đường phố ngụ ông Minneapolis để nhắc lại yêu cầu cải tổ lực lượng cảnh sát, bất chấp lệnh giới nghiêm do thống đốc bang đưa ra. Mới đây, cựu Tổng thống Barack Obama và vợ là Michelle Obama đã đưa ra lời kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch liên quan đến sự việc này. Chính phủ Mexico mới cho biết họ đã triển khai ít nhất là 12.000 quan chức ở miền Nam nước này chuyên để giải quyết các thách thức của vấn đề di cư trong bối cảnh tình trạng người nhập cư ngày càng gia tăng vào Mexico. Động thái này diễn ra sau phát biểu của Nhà Trắng cho rằng Mexico hiện có 10.000 binh sĩ ở biên giới phía nam Guatemala để ngăn chặn việc di cư đang diễn biến rất phức tạp. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng dòng người trẻ em di cư đang ở mức chưa từng thấy. Mexico cũng bày tỏ quan ngại rằng trẻ em đang bị những kẻ buôn người lợi dụng để giúp người di cư quá cảnh Mexico. Đồng thời, nước này cũng sẽ tăng cường các cơ sở vật chất và hạ tầng để chăm sóc trẻ em nhập cư. Trước đó, chính phủ Mỹ cũng đã đề cập đến cam kết của Mexico trong việc triển khai an ninh khi áp lực của việc làm chậm số lượng người di cư đến biên giới hai nước đang ngày càng đè nặng lên Tổng thống Mỹ Joe Biden. Những người biểu tình ở Argentina đã tập trung tuần hành tới Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ở thủ đô Buenos Aires vào ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 4 vừa qua, khi quốc gia Nam Mỹ này đang nỗ lực cố gắng đàm phán lại các khoản nợ hàng tỷ đô la Mỹ với IMF và câu lạc bộ Paris. Người biểu tình đã mang theo một giỏ hàng lớn tuần hoành qua trung tâm thành phố và đặt nó trước trụ sở IMF. Nhiều năm qua, nền kinh tế Argentina đã bị tàn phá bởi những cuộc khủng hoảng khốc liệt và tình trạng lạm phát luôn ở mức cao. Đại dịch COVID-19 bùng phát đã khiến nền kinh tế nước này tiếp tục lao dốc và làm phức tạp thêm những nỗ lực của chính phủ trong việc giải quyết các khoản nợ quốc tế. Trong năm 2020, kinh tế Argentina suy giảm 9,9% và tỷ lệ lạm phát đạt 36,1%, dự kiến sẽ ở mức 48% trong năm nay, mức cao thứ hai trên thế giới. Trước đó, chính phủ của Tổng thống Alberto Fernandez đang cố gắng đàm phán lại các khoản tiền 45 tỷ đô la Mỹ với IMF khi nước này không thể trang trải theo điều kiện ban đầu. Ngoài ra, Argentina cũng đang phải đối mặt với khoản nợ 2,5 tỷ đô la Mỹ sắp đáo hạn từ câu lạc bộ Paris. Mới đây, một ngọn lửa lớn bùng phát từ bên trong một khu công nghiệp gần Cesena thuộc tỉnh Toledo, Tây Ban Nha, gây ra đám khói dày đặc có thể nhìn thấy cách đó hàng trăm dặm. Theo hình ảnh ghi nhận từ hiện trường thì rất nhiều xe cứu hỏa và cứu thương đã được huy động bên ngoài hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ và kiểm soát đám cháy. Dịch vụ khẩn cấp khu vực Merritt cho biết ít nhất có 4 tòa nhà công nghiệp có diện tích là 52.000 m² bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hiện chưa có báo cáo về số người thương vong, nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.
Các nhà chức trách đảo San Vincent thuộc vùng biển Caribe gần đây cho biết hiện nước này đang dần cạn kiệt nước sạch do tro bụi từ núi lửa La Sulfide vẫn đang tiếp tục phun trào khiến nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Họ ước tính rằng hòn đảo phía đông Caribe sẽ cần hàng trăm triệu đô la Mỹ để khắc phục những thiệt hại mà núi lửa gây ra. Khoảng 16.000 đến 20.000 người đã được sơ tán ra khỏi khu vực phía bắc của hòn đảo, nơi có ngọn núi lửa đang hoạt động trở lại. Hơn 3.000 trong số họ đang ở lại hơn 80 nơi trú ẩn của chính phủ. Các tro bụi từ núi lửa rơi xuống đã phá hủy mùa màng và khiến các hồ chứa nước bị ô nhiễm trầm trọng. Vào hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 4, hàng chục người đã xếp hàng để xin nước sạch hoặc nhận chu cấp từ bạn bè và gia đình gửi từ nước ngoài. Anh Paul Marks, một cảnh sát trưởng về hưu cho biết, không có nước, chỉ có tro bụi bao phủ ngôi làng của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì chúng tôi còn sống, nhưng chúng tôi cần nhiều sự giúp đỡ vào lúc này. Các nước láng giềng đã gửi nhiều mặt hàng cứu trợ đến hòn đảo. Ngân hàng Thế giới cũng đã quyết định giải ngân 20 triệu đô la Mỹ cho chính phủ San Vicente như một phần của chương trình tài trợ thảm họa. Trước đó, núi lửa La Sulfide được ghi nhận phun trào lần cuối vào năm 1979. Nó đã từng giết chết khoảng 1.600 người trong lần hoạt động năm 1902. Theo chuyên gia Richard Robertson, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Địa chấn của Đại học Tây Ấn, đây vẫn là một ngọn núi lửa nguy hiểm và có thể gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Theo hãng thông tấn địa phương dẫn lời Cục Khí tượng Moskva của Nga, nước này mới ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục với 21 độ C vào ngày 13 tháng 4 vừa qua. Đây được xem là mức nhiệt độ cao nhất trong hơn 140 năm. Với mức nhiệt độ này, những người dân Nga đang tận hưởng những ngày hè ấm áp giữa những ngày giữa xuân. Họ mặc các bộ quần áo nhẹ nhàng và dường như không lo lắng đến hiện tượng được xem là dấu hiệu của sự nóng lên toàn cầu này. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Tôi thật sự thích không khí này. Có cỏ xanh, những tiếng chim líu lo và ánh nắng mặt trời. Không còn những chuyến xe trượt tuyết và mùa đông lạnh lẽo và tôi cũng không cần phải suốt ngày mặc những chiếc áo khoác dày cộm nữa. Trước đó, Nga đã ghi nhận nhiệt độ từ 20,4 độ C vào năm 2008. Theo dự báo, nước này tiếp tục đạt mức nhiệt kỷ lục mới 22 đến 23 độ C trong vài ngày tới. Mới đây, truyền thông Israel đưa tin một tàu thương mại thuộc sở hữu của công ty vận tải biển nước này bị tấn công bằng tên lửa ở ngoài khơi vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một quan chức Israel giấu tên lên tiếng cáo buộc Iran là bên đứng sau vụ tấn công này. Tàu bị tấn công mang tên Hyperion Race chỉ bị hư hại nhẹ, hiện không có ghi nhận về thương vong và con tàu vẫn tiếp tục hành trình đã được đặt ra. Sự việc này xảy ra khi Iran và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp tại thủ đô Viên của Áo về cách phục hồi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và sau một ngày Tehran cáo buộc Israel phá hoại một cơ sở làm dầu uranium của Iran. Vào tháng trước, một tàu container của Iran đã bị hư hại trong một cuộc tấn công ở Địa Trung Hải, hai tuần sau khi một con tàu chở dầu của Iran bị nổ ở vịnh Oman. Những vụ việc được cho là các đòn đáp trả lẫn nhau từ phía Iran và Israel đã khiến mối quan hệ hai nước này càng căng thẳng nghiêm trọng. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua xã Nam Phương Tiến, hàng ngày có tới hàng chục tấn rác thải các loại, từ rác sinh hoạt, xác động vật và nhiều loại vải vụn, bao bì sau khi sử dụng, được tập kết tự phát, sai quy định, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cảnh quan. Đáng chú ý là tình trạng này đang có xu hướng gia tăng ở một số địa bàn sau khi huyện Chương Mỹ triển khai thực hiện đấu thầu thu gom rác, chia nhỏ địa bàn và giao cho chính quyền các xã cùng một số đơn vị thu gom rác triển khai thực hiện. Trước tình trạng này, thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ phối hợp với chính quyền các xã làm việc với những đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn, làm rõ trách nhiệm và sớm giải quyết dứt điểm việc tồn đọng rác. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho biết cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC và 6 người khác liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án nhà máy ethanol Phú Thọ. Trong đó thì Trịnh Xuân Thanh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 18 năm tù và buộc bồi thường dân sự hơn 143 tỷ đồng. Ba bị cáo xin giảm án và xin miễn trách nhiệm dân sự gồm Vũ Thanh Hà, cựu Tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí PVB, Phạm Xuân Diệu, cựu Tổng giám đốc PVC và Nguyễn Xuân Thủy, cựu phó phòng tại PVB. Đặc biệt, ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, không kháng cáo, chấp nhận mức án 11 năm tù và bồi thường dân sự 200 tỷ đồng. Trong bản án sơ thẩm tuyên vào chiều ngày 15 tháng 3, Hội đồng xét xử kết luận ông Đinh La Thăng có vai trò chính, biết rõ liên danh PVC, Alpha Laval, Dentati không đủ năng lực nhưng đã dùng ảnh hưởng của mình quyết định chỉ định thầu cho PVC do Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ. Chủ trương này đã khiến dự án phải dừng thi công vào tháng 7 năm 2013 khi chưa có hạng mục nào hoàn thành, gây thiệt hại 543 tỷ đồng.
sau khi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố và xét xử lại. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có kết quả điều tra lại và vẫn giữ nguyên quan điểm đối với vụ án mua bán logo xe vua liên quan đến 78 cán bộ cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Cảnh Trân, 47 tuổi, nguyên cán bộ Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai về tội môi giới hối lộ. Nguyễn Văn Thới, bị cáo buộc là cầm đầu đường dây này, cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra, từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 8 năm 2015, các bị cáo đã tổ chức in logo có số 68 và chữ Gara Thành Đô bán cho chủ xe, tài xế với giá là 2,5 đến 3 triệu đồng một logo. Làm mật hiệu nhận biết khi bị thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông kiểm tra, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã bán được khoảng 15.000 logo, trừ chi phí đưa hối lộ cho cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông là gần 5 tỷ đồng và chi phí khác, các đối tượng Thới đã thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, Thới đưa cho Nguyễn Cảnh Trân số tiền là 1,2 tỷ đồng thông qua số tài khoản của vợ Trân. Ngày 4 tháng 10 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm lần 1 tuyên phạt Nguyễn Văn Thới 14 năm tù và bị cáo Nguyễn Cảnh Trân 8 năm tù về tội môi giới hối lộ. Bản án này sau đó bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm hủy án, yêu cầu điều tra lại với nhiều lý do. Trước phản ánh của người dân về việc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xây dựng Hồng Nguyên tự ý hút khai thác cát trái phép trên sông Ba, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và huyện Sông Hinh đã tiến hành kiểm tra hiện trường, đưa ra biện pháp xử lý đối với chủ mỏ cát này. Được biết, công ty này được tỉnh Phú Yên cấp phép khai thác mỏ cát từ tháng 8 năm 2017 trên diện tích 2 hecta với trữ lượng hơn 81.000 mét khối. Nhưng đây là mỏ cát lộ thiên, vì vậy việc công ty này chuyển sang hút cát từ lòng sông Ba là trái quy định, sai với giấy phép đã cấp. Cùng với việc yêu cầu tháo gỡ các thiết bị phục vụ bơm hút cát trái phép trên sông Ba ra khỏi hiện trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành kiểm tra sai phạm tại mỏ cát này để xử lý. Sắp tới, tỉnh Phú Yên cũng sẽ kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát với nhiều mỏ cát khác trên sông Ba. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa điều tra, làm rõ đối tượng tổ chức 9 công dân mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đây là một trong những mắt xích quan trọng đưa số công dân Trung Quốc này vào Việt Nam và tiếp tục đi qua một nước khác trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong khi nhóm 9 người mang quốc tịch Trung Quốc chuẩn bị lên đường di chuyển vào Quảng Trị để tiếp tục vượt biên trái phép qua Lào, do một đối tượng người Việt Nam dẫn đường thì bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt giữ quả tang. Và chúng ta đã có nhiệm vụ về công an thành phố Đồng Hới phát hiện vào lúc 21 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2021 thì có một nhóm đối tượng người Trung Quốc nghi là nhập cảnh trái phép. Sau đó thì công an thành phố Đồng Hới đã phối hợp với phòng PC06 tổ chức kiểm tra và bắt giữ cả đối tượng. Sau khi bắt giữ cả đối tượng thì công an thành phố Đồng Hới đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh tổ chức xác minh điều tra và làm rõ cái hành vi của cái nhóm người trên. Đồng thời thì công an thành phố Đồng Hới liên hệ với cơ sở y tế để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Bước đầu làm rõ xác định 9 công dân mang quốc tịch Trung Quốc này đã thông qua một số đối tượng để nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào biên giới phía Bắc, sau đó di chuyển về Hà Nội. Sau đó thì số công dân này được Nguyễn Thành Lâm, sinh năm 1995, trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tổ chức di chuyển từ Hà Nội vào Quảng Trị để đưa sang Lào. Theo đối tượng, Nguyễn Thành Lâm khai nhận là biết rõ số người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Quá trình đi từ Hà Nội vào Quảng Bình thì Lâm cũng đã nhận được số tiền 25 triệu đồng do một đối tượng khác thuê. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã thu thập được những tài liệu, chứng cứ có liên quan về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi phát hiện cái tin báo của Công an thành phố Đồng Hới, thì Cơ quan An ninh Điều tra đã tích cực khẩn trương bố trí phân công lực lượng phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ có liên quan như Công an thành phố Đồng Hới, phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Và đến nay, căn cứ đến kết quả điều tra bước đầu thì đã đủ căn cứ để quyết định khởi tố vụ án hình sự cũng như khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thanh Lâm. Riêng đối với số 9 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép thì Cơ quan An ninh Điều tra đang tích cực phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh để tiến hành cái thủ tục xử lý vi phạm hành chính, trục xuất số công dân Trung Quốc ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Ngay sau khi làm rõ hành vi phạm tội, ngày 13 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Lâm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại qua 2 lần xét nghiệm của cơ quan chức năng, toàn bộ số người mang quốc tịch Trung Quốc và đối tượng Nguyễn Thành Lâm đều âm tính với SARS-CoV-2. Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng nước kênh Nhà Lê có dấu hiệu bị ô nhiễm, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, trong những ngày gần đây, thì nước kênh Nhà Lê đoạn qua địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc bị đổi màu đen bất thường, đặc quánh, có mùi hôi nhẹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Yên xác nhận có vụ việc trên và cho biết cơ quan chức năng cùng đại diện công ty môi trường đã đi kiểm tra dọc bờ kênh có nguồn xả thải trực tiếp chảy ra không, nhưng chưa phát hiện. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Duy Phương, sinh năm 1984, cư trú ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian tìm hiểu, thì Phương chuyển sang sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tuy nhiên, do nghiện cờ bạc nhưng không có tiền, nên Phương đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vào khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 4, biết chị vợ là bà Ngô Xuân Thu đi vắng, nên Phương đã đột nhập vào nhà bà Thu, cậy tủ lấy trộm 19 chỉ vàng và số tiền là 6,5 triệu đồng, tiền mặt. Sau đó, Phương chạy xe máy lên thành phố Hồ Chí Minh bán vàng, được 66 triệu đồng. Số tiền có được, Phương đem nướng vào sòng bạc và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 12 tháng 4, lực lượng công an huyện Chợ Mới đã phối hợp với công an quận Bình Tân bắt giữ được Trần Duy Phương khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ Lê Lâm Trường, 26 tuổi, trú ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang về hành vi giết người và cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trường khai nhận vào ngày 7 tháng 3, trong lúc chị gái ở nhà một mình, Trường đã sử dụng thanh sắt đặc dài 40cm tấn công chị ruột. Sau đó, Trường bóp cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi mở tủ lấy 3,5 cây vàng và hơn 100 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn. Đến ngày 10 tháng 4, Trường cùng bạn gái mới quen qua mạng Internet đi từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra Đà Nẵng du lịch, rồi thuê homestay ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, lưu trú được 3 ngày, thì bị công an Đà Nẵng phát hiện bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng hiện đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng Trường cho Công an tỉnh An Giang di lý đối tượng về xử lý theo pháp luật. Quý vị đang đến với phần tin cảnh báo. Thưa quý vị, trước tình trạng nhiều người vì lời chào mời siêu lợi nhuận đang đổ xô góp vốn kinh doanh lan đột biến, trong đó có cả cán bộ, giáo viên. Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã có văn bản cảnh báo cán bộ, giáo viên hiểu đúng bản chất việc kinh doanh lan đột biến để tránh gặp phải những hệ lụy khó lường. Theo văn bản này, huyện Lạc Sơn đang nổi lên hiện tượng giao dịch kinh doanh hoa lan đột biến gen với giá trị rất lớn, hàng tỷ đồng, chục tỷ đồng một cây. Các thương vụ mua bán được công khai và tuyên truyền trên phạm vi rộng, hình thức phô trương. Qua nắm bắt tình hình, có không ít giáo viên, nhân viên đã tham gia góp vốn và vận động nhiều người thân tham gia góp vốn. Nhiều hộ gia đình đã thế chấp đất, tài sản để vay tiền tham gia góp vốn cho một số người kinh doanh hoa lan. Trong khi đó, cơ quan chức năng địa phương cho biết việc góp vốn này sẽ mang nhiều rủi ro cho các hộ gia đình góp vốn, đảo lộn đời sống của người dân và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan này yêu cầu hiệu trưởng các trường học trực thuộc cảnh tỉnh để cán bộ, giáo viên hiểu đúng bản chất việc kinh doanh hoa lan đột biến gen để không tham gia vào. Hiện đa phần việc mua bán lan đột biến gen diễn biến không hợp pháp, có dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền. Trong những ngày qua, thì số trẻ em nhập viện do bị tay chân miệng đang có xu hướng tăng cao tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bộ Y tế cho biết đến nay thì cả nước đã có hơn 17.400 ca mắc tay chân miệng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam, lượng bệnh nhi nhập viện ngày càng tăng, gây lo ngại cho nhiều phụ huynh. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh, số trẻ mắc tay chân miệng trong vài tuần gần đây đã tăng nhanh chóng. 2/3 số ca nhập viện đến từ các tỉnh thành phía Nam và đáng chú ý là nhiều ca trở nặng nhanh chỉ sau một ngày sốt phải nhập viện. Mặc dù hiện tại chưa phải là đợt cao điểm của bệnh tay chân miệng, nhưng đã có những bất thường khi số ca bệnh nặng đã tăng cao hơn các năm trước. Chính vì vậy, các chuyên gia đã cảnh báo phụ huynh không được chủ quan, phải thường xuyên chú ý và nhanh chóng đưa trẻ đi khám ngay khi phát hiện triệu chứng của bệnh tay chân miệng.
Thưa quý vị, thời gian gần đây trên Facebook thì người dùng Việt Nam thường xuyên thấy tình trạng video quảng cáo lô đề xuất hiện tràn lan. Mặc dù theo luật pháp Việt Nam, những đoạn video quảng cáo như trên đã vi phạm nghiêm trọng luật quảng cáo năm 2012. Về vấn đề này thì mới đây khi trả lời báo chí, đại diện Facebook tại Việt Nam xác nhận những quảng cáo trên vi phạm chính sách của Facebook và thừa nhận hệ thống kiểm duyệt nội dung quảng cáo của họ đã bị người dùng vượt mặt bằng một số thủ thuật. Đại diện Facebook tại Việt Nam cho biết thêm, người dùng đánh lừa hệ thống xét duyệt quảng cáo của Facebook bằng cách sử dụng các thủ thuật mới, chẳng hạn như sử dụng biểu tượng hoặc ký tự Unicode trong văn bản quảng cáo nhằm mục đích che giấu các từ hoặc là cụm từ, để cản trở hệ thống quảng cáo, phát hiện và thực thi chính sách. Những người này thường có thói quen làm việc theo kiểu ăn xổi, đánh nhanh, rút gọn. Vì thế họ sẽ spam quảng cáo trong một thời gian ngắn để thu hút được một lượng lớn người quan tâm. Sau khi đạt được mục đích thì họ có thể bỏ luôn tài khoản Facebook ADS. Về cách xử lý triệt để về vấn đề trên, đại diện này chưa có câu trả lời. Trước mắt, người dùng mạng xã hội và người dân vẫn phải thực sự cảnh giác với các quảng cáo cờ bạc này. Đặc điểm chung của những dạng thủ đoạn này là đánh vào lòng tham của các nạn nhân, như việc không cần mất phí vẫn nhận được phần quà giá trị lớn hoặc đưa ra mức đầu tư siêu lợi nhuận. Thưa quý vị, ngày nay thì việc độ chế đèn xe ô tô đã không còn là chuyện hiếm gặp, bởi với nhiều chủ xe, việc độ đèn cho xe ô tô không chỉ nâng cấp hệ thống chiếu sáng mà còn giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho xe. Tuy nhiên thì việc làm này lại mang đến những hiểm họa khôn lường, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do việc tự ý lắp đặt độ đèn chiếu sáng sẽ khó đảm bảo được những yêu cầu về mặt kỹ thuật, nhất là tiêu chuẩn về độ sáng của đèn. Trong nhiều trường hợp thì đèn quá sáng thì có thể làm chói mắt nhiều người điều khiển phương tiện đối diện và là nguy cơ dẫn tới tai nạn. Trong nhiều trường hợp thì đèn pha có độ sáng quá lớn còn có thể dẫn tới mù tạm thời. Dù chế tài xử lý cho lỗi này không phải là quá nhẹ và ngành đăng kiểm cũng đưa ra quy định các trung tâm sẽ từ chối kiểm định với xe lắp đèn sai quy định. Tuy nhiên thì nhiều chủ xe vẫn bất chấp nâng cấp đèn cho xe. Mong rằng trong thời gian tới thì cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc để xử lý, ngăn chặn dứt điểm tình trạng này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.